Xin chào tất cả anh em nhé. Thì video hôm nay em sẽ tiếp tục bóc hộp một bộ micro rất là cao cấp U900 thương hiệu lớn Yokotic. Bộ mic này nó chỉ có một đầu thu và một tai mic thôi. Thì với cái bộ mic U900 này hôm nay em có bóc và em test cho một anh. Đó là anh này là anh Khánh anh em nhé. Anh ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Thì anh đặt của bên em một bộ mic U900. Bây giờ em sẽ bóc ra và sẽ test cho anh. Đó. Bộ micro này thì nó rất là cao cấp rồi. Em đã bán khá nhiều. Mới kinh con hết anh em nhé. Đây sách hướng dẫn sử dụng. Ok chưa? Và tay mic đây. Tay mic rất là đẹp anh em nhé. Đó. Anh nói chung là anh rất là thích cái bộ mic này cho nên là anh cũng nhắn tin cho em và anh đặt đấy, anh sẽ đặt một bộ trước, anh thấy hay thì anh sẽ đặt bộ thứ hai đó. Thì cũng rất là cảm ơn anh nhé. Đây thì em đã bóc hộp trực tiếp để gửi cho anh. Đây ở đây thì nó có một cái cục sạc nguồn đấy, sạc nguồn này là sạc nguồn auto anh em nhé, auto volt, điện yếu thì được khỏe chúng ta sạc được hết đó. Một cái dây rắc 6 ni này để chúng ta kết nối từ đầu thu kết nối xuống vang cái chống lăn, ok chưa? Và bên cạnh này thì nó có một cái một cặp dâu anten rất là đẹp anh em nhá. Và hai quả pin, pin này thì anh về anh sạc không sạc được anh nhá, dùng hết xong này dùng hết thì anh vứt đi thôi. Đó, đây là đầu thu này. Đầu thu này thì quá đẹp luôn anh em nhé. Đó, rất là chất. U900 thương hiệu lấy có tích chưa? Về thì bác bóc cái lớp ni lông này ra, cái lớp phủ này ra, nó chống xước anh em nhé. Về bóc nó ra thì nhìn nó rất là bóng và rất là đẹp. Đó. Tem bảo hành chống hàng giả cho anh, ok chưa? Về bác có thể quét mã QR, check bảo hành điện tử. Rất là đẹp. Đây là một cái dòng mic rất là xịn sò. Đằng sau thì về các bác thì kết nối dâu anten vào đúng không ạ? Đó. Đây là rắc 6 ly anh em cắm vào đây. Đấy, cắm vào cổng mic này hoặc là chúng ta thể sử dụng rắc calon anh em nhé. Đây là vị trí anh em cắm điện nguồn vào. Ok chưa? Đó, rất là đẹp với cái bộ mic này. Thì đây là cái dòng mic hàng chính hãng anh em nhé. Hàng chính hãng và đều được bảo hành 12 tháng hết cho anh em. Đó, thường cái dòng mic này nó không có lỗi đâu. Nếu mà có lỗi đấy, thì vẫn đổi mới cho anh em bình thường tháng đầu tiên anh em nhé. Đó rồi, thì bây giờ em sẽ bóc và sẽ alo thử đấy, kết nối để cho anh em nghe đấy, chất âm của bộ mic U900 này. Anh em đợi em trong giây lát anh em nhé. Ok anh em nhé, thì bây giờ em sẽ kết nối, vừa rồi kết nối xong rồi. Đó, kết nối từ cái bộ mic U900 này chúng ta sẽ kết nối xuống con băng số LX8 này. Đó, thì anh em cùng nghe chất âm của bộ mic này. Đấy, chất âm khẳng định với anh em rất là ok, tiếng rất là dày. Anh em nhấn giữ nhá, nút nguồn này sau đó nó sẽ mở luôn này, ok chưa ạ? Đó, và một cái tiếp theo âm lượng. Chúng ta lưu ý nhá, khi bắt đầu mở nguồn thì chúng ta phải để ý cái âm lượng này. Đó, với những cái đầu thu mic mà nó có cái lúm xoay thế này thì anh em để cho em hướng 12 giờ hoặc 1 giờ thôi anh em nhá. Chúng ta đừng để quá, vì khi chúng ta để vặn kịch như thế này, đúng không ạ? Vặn kịch như thế này thì nó rất dễ bị vỡ tiếng anh em nhá. Nó gây ra cái hiện tượng vỡ tiếng đó. Thì nó hát không hay đâu. Anh em để cho em hướng 12 giờ, 1 giờ là ok rồi đúng không ạ? Còn đâu anh em muốn to nhỏ của mic thì chúng ta lên chỉnh to nhỏ ở con vang anh em nhé. Đấy, to nhỏ con vang. Ok chưa ạ? Thì bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên. Đó, bật công tắc nguồn lên này, của mic này. Ok chưa ạ? Nút nguồn này về bác lưu ý nhé. Nó vị trí dưới này. Đó, bật lên. Thì cái tần số của cái tay mic này nó sẽ trùng với cái tần số của cái đầu thu. Đó, đồng thời cái đầu thu này nó sẽ hiển thị cái anten này luôn. Ok chưa ạ? Đó, nó rất là đơn giản thôi. Giờ em sẽ vặn chiếc áp của đẩy lên. Đó, và alo thử cái tiếng mic cho anh em nghe. 1 2 5 6 7 8 9. Anh em nghe tiếng mic rất là ok đúng không ạ? Tiếng mic rất là bay anh em nhé. Với những cái bộ mic này mà anh em chơi mà sự kiện đó, nhất là anh em chơi sự kiện đám cưới ấy, thì trên có tuyệt vời luôn. Đó. Đến 6789 1 2 5 6 7 8 9. Ok chưa ạ? Đó, rất là ok.
Thì cái bộ mic này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé, 3 triệu 500 nghìn đồng bao ship và giao hàng toàn quốc cho anh em. Đó, thì đây là một cái sản phẩm chính hãng của Lấy Acoustic U900 đúng không ạ? Chất mic thì trên cả tuyệt vời rồi. Con này sóng rất là khỏe anh em nhé, sóng rất là khỏe, rất là xa. Ở đây hiện tại em chưa lắp dâu anten luôn. Đó, con này thì sóng nó xa tầm 180m đấy, cho đến 200m. Đó, rất là xa. Cho nên anh em chơi sự kiện ngoài trời, chúng ta alo hoặc là chúng ta hát thì vô tư anh em nhé, không bao giờ sợ mất sóng. Đó, con này là sóng rất là ok luôn cho anh em. Đó, rất là khỏe, anh em lưu ý cái vấn đề đó nhé. Đó, thì tất cả sản phẩm bên em đều là hàng mới hết, chính hãng, và được bảo hành cho em lên tới 12 tháng. Đó, với những cái lỗi mà tháng đầu tiên ấy, đấy, của nhà sản xuất ấy, đó, thì anh em sẽ đổi mới hết anh em nhé. Đó, còn riêng cái tiếp theo, đó, cái tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta mà nhấn, đúng không ạ, không may nó bị lệch tần số đúng không ạ, thì anh em sẽ nhấn nút set này anh em nhé. Đây, em sẽ nhấn cho lệch hết tần số đi. Đó, lệch hết tần số đi ạ. À, đây, 6789 đúng không ạ, lệch tần số đi, chúng ta không alo được anh em nhé. Thì anh em sẽ nhấn nút set này. Đó, dí màn hình tay mic này anh em nhé, dí cái màn hình tay mic này vào cái chữ IR này là chúng ta sẽ nhận được sóng thôi, là chúng ta lại hát được bình thường. Ok chưa ạ, em sẽ nhấn này. Đó, ok nhá. Đó, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Em làm lại một lần nữa cho anh em để ý nhá. Đó, khi mà chúng ta bị lệch tần số chẳng hạn, nhà chẳng may có trẻ nhỏ đúng không ạ? Đó, nhà chẳng may có trẻ nhỏ mà ấn không may lệch hết tần số thì đó, thì anh em đấy, về anh em chỉ cần nhấn như thế này đúng không ạ, lệch tần số rồi nhá, ở đây 1 2 đúng không ạ, thì không thể alo được nữa rồi đúng không ạ. Đó, anh em thấy không, mất cái anten ở đây, nó mất luôn, vạch sóng mất luôn đúng không ạ. Có một cách, đó, có một cách là anh em sẽ nhấn nút set này, dò đó, nhấn nút set này, đồng thời dí cái màn hình tay mic này vào chữ IR nhá. Đó, anh em sẽ nhấn vào, nhấn nhả anh em nhé, nhấn xong nhả ngay ra là sẽ ok. Lần một không được anh em sẽ nhấn lần hai là sẽ ok. Đó, như vậy là có vạch đấy, có cái hiển thị cái anten đây là ok luôn. Đó, rất là đơn giản anh em nhé, mic nào cũng vậy thôi, không phải riêng cái mic này. Đó, thì bây giờ em sẽ karaoke thử một đoạn để cho anh em nghe chất âm của bộ micro này. Rất cảm ơn anh cũng đã tin tưởng và mua hàng của bên em, và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.